Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ đến với một chủ đề ngẫu hứng và không có trọn tụ, đó chính là bạn đang gặp may mắn trong lĩnh vực gì và bạn cần làm gì để khai thác điều đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có một tụ thôi nha. Các bạn có The Lovers, wow. Không biết các bạn có quan tâm không, nhưng mà hiện tại cái lĩnh vực may mắn mà các bạn cực kỳ được ưu ái nha là trong lĩnh vực tình yêu, hoặc là khi bạn đưa theo quyết định đến từ trái tim. Ví dụ như thế này, bạn luôn luôn được thôi thúc từ trái tim của bạn là muốn giúp đỡ người khác và muốn thành lập một thứ gì đó trong cộng đồng. Thì đây là lời khẳng định cho bạn, đó chính là đã đến lúc bạn thực hiện những gì, những cái điều ước mà từ trái tim bạn thôi thúc, hoặc là những lời nói. Ngoài ra có một cái đối tượng cực kỳ phù hợp, cực kỳ mà có thể cùng bạn đi hết cuối con đường, là một cái người mà sẽ mang lại cho bạn một cái cuộc sống mà thật sự trọn vẹn về mặt cảm xúc, là một người giống như là soulmate twin flame, là một người tri kỷ của bạn, là một người bạn đời của bạn, và là một người mà sẵn sàng cam kết những cái mối quan hệ dài hạn với các bạn. Thì đây thực sự là cái lĩnh vực mà các bạn được gặp may mắn nhất và được ưu ái nhất, và có thể xuyên suốt cả năm 2024 nó sẽ là như vậy. Có thể khá nhiều bạn khi nghe cái trải bài này, các bạn cũng đã ngầm đoán được ra người đấy là ai, gọi tên được một người đấy, hoặc là biết được cái hình ảnh của người đấy. Chỉ là có một vài những thời điểm bạn chưa sẵn sàng, hoặc là có một vài thời điểm bạn chưa dám hành động, bởi vì bạn không biết đấy đã là thời điểm thích hợp hay chưa. Liệu hành động thì người ta có ưng các bạn hay không, hay là sẽ bị đánh giá, phán xét, hay thậm chí là kết quả nó sẽ không được như mong đợi. Thế nên là bạn đã chờ đợi rất là lâu. Nhưng mà mình đang thấy ở đây là các bạn đang được ưu ái và sẽ gặp khá nhiều may mắn ở trong cái thời gian này. Nếu như hôm nay bạn liên kết với trả bài này và đến với cái thông tin của Vi thì chắc hẳn là nó sẽ có một vài những cái điều được tiết lộ ra cho các bạn. Bạn đang đi đến giai đoạn cuối của giai đoạn của sự thức tỉnh, của sự trì hoãn, của cái việc là mọi thứ không được như ý muốn. Rất sớm thôi mọi thứ sẽ quay trở lại cái quỹ đạo. Bởi vì đây là hình tượng, nếu như lá bài xuôi đó chính là một người đang quay ngược cành cây để học hỏi, để phát triển thông qua những sự trì hoãn, thông qua những thứ đi lệch quỹ đạo, thông qua những cái điều không mong muốn liên tiếp xảy ra, thông qua những khoảng thời gian trầm cảm, thông qua những khoảng thời gian suy sụp. Nhưng lá bài này nó đang quay ngược cho thấy một điều rằng là các bạn đã gần đi xong cái chặng hành trình thức tỉnh của các bạn, và đã đến lúc chuẩn bị các bạn quay trở lại với cái trạng thái nguyên sơ nhất của các bạn, đó chính là sau khi thức tỉnh xong các bạn đã được đổi mới, sau khi thức tỉnh xong con người của các bạn nâng cấp, sau khi thức tỉnh xong, sau khi ngộ ra một vài điều, trong lúc tất cả mọi thứ xảy ra không còn cách nào khác ngoại trừ phải đứng yên, hoặc ngoại trừ phải xuôi theo dòng á, thì tự nhiên bạn có một cái nhìn mới về mọi thứ, đặc biệt là những điều như mình nói, ví dụ như là trong một mối quan hệ với một người đặc biệt, hay là về một cái quyết định đến từ trái tim. Bạn sẽ không còn để cho nỗi sợ thao túng, bạn cũng không còn để cho cái sự khó chịu, cái sự phán xét của chính bản ngã thao túng nữa, mà bạn sẽ đặt cái sự quyết tâm lên hàng đầu. Thực sự đây đúng là cái điều may mắn, có vẻ như điều này là cái điều các bạn đã chờ đợi rất lâu. Thì đây là một cái lời khẳng định khác của Vi dành cho các bạn. Hãy cứ mạnh dạn hơn để thực hiện các ý tưởng và biến các ý tưởng của các bạn trở thành những điều thực tế, và khiến cho 2024 của các bạn là một cái năm đẹp nhất. Giờ lại một lần nữa, rất nhiều lá bài của cái việc là sống thành thực với bản thân. Có vẻ như một số các bạn ấy cũng vẫn hạnh phúc, vẫn thực hành lòng biết ơn hàng ngày, nhưng mà khi hỏi các bạn có thật sự hạnh phúc không thì các bạn ấy lại nói rằng là tôi vẫn hạnh phúc, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi có cái A, có cái B, có cái C, hoặc nếu tôi có người này, người kia, người người gì gì đó đáp ứng lại cho tôi, hoặc là phản hồi lại cho tôi. Thì thực tế nếu như vẫn còn cái tâm trạng đấy thì nó lại là một cái lòng biết ơn có điều kiện. Còn ở đây mình đang muốn nói đến một lòng biết ơn vô điều kiện, không có sự rào trước để làm gì. Đón nhận cái cơ hội này đến từ trái tim để trở thành cái con người mà bạn muốn trở thành. Ở đây nó có cái hình ảnh những cái người này trần trụi sau cái cuộc gọi đến từ thiên thần. Thiên thần ở đây chỉ là một hình ảnh ẩn dụ cho thấy một điều rằng là khi mà bạn dám sống thật với chính bạn, khi bạn dám đi theo cái con đường mà ít người đi, khi mà bạn dám làm những gì trái tim bạn thôi thúc, bất kể cái kết quả ra sao, khi bạn dám lựa chọn sự can đảm, lựa chọn sự tự tin nhiều hơn nỗi sợ, thì bạn sẽ ngạc nhiên về chính kết quả mà nó mang lại cho bạn, đến từ những cái hành động của bạn, chứ không phải đến từ nỗi sợ, chứ không phải đến từ những cái kịch bản mà bạn đã nghĩ quá mức ở trong đầu nữa. Và ở đây như mình nói rồi, có vẻ như các bạn sẽ chiến thắng trong cái việc là các bạn kết nối lại với một ai đó, và nó khác hoàn toàn so với kịch bản ban đầu bạn từng nghĩ. Ví dụ như ban đầu bạn từng nghĩ là khi kết nối lại, hoặc là khi nói chuyện với họ, chắc chắn là họ sẽ không nói với bạn, hoặc là họ sẽ bơ bạn, hay là bạn có những cái kịch bản nó rất là, đôi khi nó hơi
mịt mờ về cái mối quan hệ này, hoặc là đôi khi nó hơi bế tắc về cái mối quan hệ. Nhưng thực tế thì khi bạn dám hành động hơn và bạn cởi mở cho những hành động đấy, bạn dám chia sẻ suy nghĩ thực, bạn dám đặt cái sự khách quan trong một mối quan hệ để cởi mở với người đấy, thì tự nhiên bạn sẽ thấy cái phản ứng của họ nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Nó khác so với những gì bạn từng tưởng tượng. Và có vẻ như nó sẽ là một cái sự tạo đà cho một cái sự phát triển của mối quan hệ này. Đấy là đối với những bạn đã có đối tượng hoặc đã biết đến cái đối tượng đấy nha. Còn ngược lại, đối với những bạn mà đang độc thân thì thực sự tin vui cho các bạn. Hãy cởi mở nhiều hơn với trái tim của các bạn. Đã đến lúc để đón nhận một cái tình yêu mới, một cái người mới đến trong cuộc sống của các bạn rồi. Bảy xu, bạn đang có những cái công cụ cần thiết nhất, những cái cơ hội tuyệt vời nhất, những cái khoảng thời gian phù hợp nhất để bạn làm những vấn đề liên quan đến tình yêu, đưa ra những cái quyết định hoặc là có những cái phản hồi, có những cái hành động để có thể thu được kết quả như bạn mong muốn. Và thứ hai, nếu như nó là dự án đến từ trái tim thì hãy cứ hành động đi. Bạn đang được trao cơ hội để hành động. Và ngoài ra, bảy xu ở đây cho thấy một điều rằng là đôi khi những cái bước cuối cùng trong cái việc là của sự bị trì hoãn này này, nó sẽ khiến cho các bạn đôi khi sẽ hơi hơi bận rộn hơn bình thường, hơi bồn chồn hơn bình thường, hơi lo lắng hơn bình thường. Hãy biết rằng đấy là một cái giai đoạn rất bình thường bạn phải trải qua trong cái thời khắc của sự thức tỉnh, trong cái thời khắc của cái việc phải chờ đợi. Vũ trụ cố tình muốn bạn như vậy, khi mọi thứ đánh đổ mọi thứ, khi mà làm cho mọi thứ chậm lại một cách chậm hơn so với tốc độ thông thường, và khiến bạn rất là bồn chồn và bạn hoài nghi. Đây mới là lúc mà bạn cần phải có một cái sự điều chỉnh lại với hành vi và tâm trí của các bạn. Để làm gì? Hãy nhìn vào kết quả thật sự bạn mong muốn, nghĩa là cái đích đến cuối cùng. Đừng nhìn vào những cái sự chia nhỏ, đừng nhìn vào những cái sự trì hoãn tạm thời. Và quan trọng đó chính là hãy luôn luôn tôn vinh mọi khoảnh khắc. Ở đây cho thấy một hình ảnh là một người đang trồng một cái cây. Và trên cái cây này có rất là nhiều đồng xu. Mỗi một đồng xu tượng trưng cho một cái lần nỗ lực của họ. Và họ đã đi được đến 7 đồng xu. Mặc dù con số 7 nó chưa hẳn là một cái con số mà khiến cho họ thật sự gọi là viên mãn như con số 9, số 10, nhưng nó cũng đã đủ hơn so với những người khác. Vậy thì tại sao lại không thấy hạnh phúc, không thấy biết ơn, mà lại cảm thấy, mà trong khi cái hình ảnh người này thì đang cảm thấy rằng cái việc là họ đang cảm giác là họ muốn nhiều hơn những gì họ đang có. Lại một lần nữa ở đây muốn hỗ trợ cho các bạn về cái lòng biết ơn. Khi mà vũ trụ hay bất cứ một cái thế lực nào mà các bạn không thể kiểm soát, không thể nhìn được, nhưng cố tình bắt các bạn đi chậm lại, các bạn phải tự hỏi lý do là tại sao. Thì ở đây cái lý do tại sao dành cho các bạn duy nhất thôi, đó chính là không phải là vì các bạn đi sai đường, mà bởi vì các bạn đang mong muốn nhiều hơn với những gì mà hiện tại bạn có thể nhận được, hoặc hiện tại bên trên có thể đáp ứng. Cái gì cũng cần thời gian, và cái mong ước của các bạn càng lớn thì mọi thứ lại càng mất thời gian hơn. Và bạn cũng phải bỏ ra một công sức tương ứng, bạn cũng phải bỏ ra một cái tư duy đúng đắn cho cái việc đấy. Hãy cứ nghỉ ngơi và thư giãn trong cái thời gian này đi giúp mình. Và ngoài ra không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì. Hãy hỏi xin sự trợ giúp nếu cần từ những người cố vấn, những người tư vấn, những chuyên gia, hay thậm chí những cái người bạn, những người mà thật sự đáng tin cậy để bạn chia sẻ. Đây là khoảng thời gian mà trong một mối quan hệ các bạn hoàn toàn có thể hàn gắn được với nhau nếu lúc trước từng có hiểu lầm, nếu lúc trước từng có những sự chia ly một cách gọi là đột ngột, nếu như lúc trước từng có những cái cảm xúc mà bị giấu kín, bị đè nén thì đã đến lúc cần phải được phơi bày. Wow, soulmate. Các bạn ơi, thực sự tụ này nó liên quan rất nhiều đến mùi của tình yêu nha. Hãy mở khóa chính trái tim của bạn. Các bạn đang đi đến gần những cái bước cuối của cái việc sự trì hoãn rồi. Mọi thứ sẽ rất nhanh, như mình nói lại một lần nữa, mình khẳng định lại là mọi thứ sẽ rất nhanh quay trở về quỹ đạo vốn có. Có nghĩa là mọi thứ nó sẽ đặt vào đúng cái năng lượng vốn có là tất cả các cái ý tưởng, tất cả những cái quyết định, tất cả những cái kết quả mong muốn, tất cả những cái thứ mà khiến cho bạn vui vẻ, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, nó sẽ thuộc về phía các bạn. Đây chỉ gọi là một cái bước rất nhỏ thôi, và các bạn đã hoàn thành gần xong những cái chặng đường của sự trì hoãn, của cái việc các bạn phải học hỏi, học đi học lại rồi. Ở đây với hình ảnh round and round cho thấy là mọi thứ đang được thiết lập để quay trở về đúng hướng, đúng quỹ đạo của các bạn. Nó không còn bị ngược dòng nữa, nó không còn bị gọi là chậm như là cái thời gian lúc trước nữa. Và cái điều đấy liên quan một mối quan hệ của soulmate.
Dù các bạn tin hay không, hay các bạn có đang để ý hay không, thì mình vẫn phải truyền đạt thông tin này. Show me. Mình đang thấy ở đây cái sự hàn gắn, nó sẽ mang lại một cái liều thuốc chữa lành mới cho cả hai và sẽ khiến cho cả hai hiểu nhau hơn. Để có thêm thời gian để bộc bạch, để có thêm thời gian để giải bày, để có thêm thời gian để hiểu nhau, và đặc biệt sẽ có một cái tên gọi chính xác hơn cho cái mối quan hệ này. Và nó cũng xóa tan hoàn toàn những cái sự nghi ngờ, những cái sự lo lắng trước kia của các bạn. Mình có cảm giác là khá nhiều các bạn mà chọn tụ bài này, chọn chọn cái trả bài này, hoặc được thu hút về trả bài này, các bạn từng rất là đau đầu, mệt mỏi, hay thậm chí là từng bị kiệt quệ chỉ vì cái việc là các bạn không biết người đó đang nghĩ gì, chỉ vì cái việc là bạn không biết thật sự cái cảm xúc của họ ra sao về cái mối quan hệ này, về bạn, hay là tại sao tự nhiên họ ngưng hoạt động, tại sao tự nhiên là họ tách biệt bạn ra, tự nhiên tại sao họ lại có cái hành động khác thường hơn so với bình thường mà bạn không dám hỏi. Hay thậm chí là bạn không dám đề cập cái chuyện đấy một cách công khai, mà bạn chỉ nghĩ lại cho riêng bạn, bạn chỉ giữ lại cho riêng bạn để bạn nghĩ ra những cái kịch bản mà thực sự đôi khi nó rất là kinh khủng trong đầu của các bạn về mối quan hệ này. Thế nên hãy bớt cái suy nghĩ của các bạn lại ha. Cái câu chuyện này nó sẽ là câu chuyện không hồi kết với cái mối quan hệ của soulmate twin flame nếu như mà bạn không giải bày, nếu như mà bạn không buông bỏ đi cái chiếc mặt nạ mà bạn vẫn đang mang. Chiếc mặt nạ ở đây có thể liên quan đến cảm xúc mà bạn giấu kín về mối quan hệ này, về người đó. Cái cảm xúc mà bạn phải giữ trong lòng bấy lâu vì một cái lời nào đó họ làm tổn thương bạn hoặc bạn làm tổn thương họ. Một cái lời thú nhận nào đó mà bạn đã không từng thú nhận mà để cho mối quan hệ này nó kết thúc một cách dang dở. Hay một số các bạn khác, cái việc các bạn tháo mặt nạ ra có nghĩa để các bạn thành thực hơn với chính mình trong mối quan hệ này. Để dù kết quả có ra sao, bạn vẫn được cảm giác là bạn an yên. Bạn vẫn cảm giác là bạn đã làm hết sức cho mối quan hệ này rồi. Vậy thì đi hay ở nó cũng không còn quan trọng nữa. Và bạn thấy hài lòng với tất cả kết quả được đưa ra. Đấy là cái điều mà mình đang thấy ở đây. Kho báu sẽ được tìm thấy dưới những sự bi kịch. Kho báu sẽ được tìm thấy khi mà bạn thành thực với mọi thứ và trong mối quan hệ này. Đối với những người mà bạn đang trăn trở, với những người mà bạn chưa thể nào bộc bạch ra được, giải bày ra được bằng tâm sự, bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng sự giao tiếp. Đã đến lúc cần phải thực tế hơn và đã đến lúc cần phải thẳng thắn hơn để trao đổi một một giữa cả hai. Nếu như hiện tại bạn đã gặp họ hoặc là bạn đã có cái những cái sự giao tiếp trên mạng xã hội thì hãy dùng cách đó để làm rõ cái cảm xúc của bạn cũng như cảm xúc của họ, giao tiếp một cách trung thực và khách quan, chân thật nhất với cảm xúc của chính bạn để sau này không phải hối hận. Và ngoài ra, còn đương nhiên quyết định của họ như thế nào đấy là tùy họ nha. Còn bạn phải làm giải phóng cái năng lượng cảm xúc của bạn ra trước đã, để các bạn không bị đè nén, không bị kìm lại, không bị. Tại vì các bạn cũng đã có một khoảng thời gian sau khi mà ngắt kết nối, mình đang thấy ở đây là các bạn cũng đã có một khoảng thời gian các bạn ngộ ra một điều gì đấy rất sâu sắc rồi. Và bây giờ các bạn đã là một con người mới. Thì mình chỉ đang thấy ở đây là sẽ có một cái phần thưởng khi mà các bạn dám trung thực với chính cảm xúc các bạn và giao tiếp với cái người mà các bạn cần giao tiếp một cách trung thực nhất. Nó sẽ có một kết quả vượt ngoài mong đợi. Điều số 2 đó chính là nếu như bạn chưa gặp được người này mà mới chỉ giao tiếp thông qua năng lượng, chỉ giao tiếp thông qua giấc mơ, thì hãy dùng chính những giấc mơ đấy để làm phương tiện kết nối lại với các bạn. Bởi vì nếu không, nó sẽ tiếp tục là một cái chương không hồi kết của một cái bản nhạc mà lúc nào cũng lúc lên lúc xuống. Và bản thân bạn, và mình nghĩ cả họ nữa, cái người soulmate cũng không muốn chuyện đấy xảy ra. New life sẽ có một cái tình trạng mối quan hệ mới cho cái giữa bạn và người soulmate. Và mình sẽ thấy là bạn sẽ rất là thích thú với tình trạng mối quan hệ này. Và bạn sẽ thấy được rằng là à, biết thế bạn sẽ làm sớm hơn, biết thế bạn sẽ buông bỏ cái mặt nạ nhanh hơn, biết thế bạn sẽ nói ra sớm hơn để bạn đỡ phải chịu những cái khoảng thời gian của kiến cắn, đỡ phải chịu những cái khoảng thời gian của cái việc là bạn cảm thấy áp lực vì không biết được cái mối quan hệ này thật sự nó sẽ như thế nào, hoặc là do bạn quá lo lắng nên là bạn lại càng cảm giác là nó kinh khủng hơn chẳng hạn. Thì vừa rồi là những thông tin mình chia sẻ và truyền tải cho những bạn mà ngẫu nhiên đến với cái tụ ngày hôm nay. Nếu như bạn muốn xem chi tiết hơn nữa thì các bạn có thể liên hệ với QV thông qua email vialagaseso@gmail.com hoặc liên hệ thông qua Instagram vialagaseso ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.